Thưa quý vị, phát triển vận tải khách công cộng hiện đại cũng như phát huy dịch vụ logistics đang được thành phố Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Thực tế, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng trong lĩnh vực này để tạo đà thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên. Với việc khánh thành và đưa vào hoạt động 9 tuyến buýt trợ giá mới trong năm 2019, tổng số tuyến buýt trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay được nâng lên 14 tuyến, tạo thành mạng lưới giao thông công cộng bao phủ các hướng và đi qua khu vực trung tâm tất cả các quận huyện, phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, sau thời gian chuẩn bị các thủ tục, lựa chọn các đơn vị cung ứng dịch vụ, tổ chức khảo sát lựa chọn phương tiện, lộ trình tuyến một cách nghiêm túc, thành phố Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng-Huế, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đổi mới chất lượng phương tiện, tăng lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Khi mà đưa cái xe buýt này vào thì người dân sẽ có nhiều cái hưởng lợi, giữa địa phương có nhiều lợi là thuận tiện trong việc đi lại, giờ là cố định chứ không còn vòng vo như trước đây nữa, chất lượng xe tốt, phong cách phục vụ tốt. Bên cạnh dịch vụ vận tải, Đà Nẵng cũng đạt được kết quả ấn tượng về dịch vụ logistics. Theo thống kê, nhiệm kỳ qua, sản lượng tăng trưởng bình quân của cảng Đà Nẵng đạt trên 13%. Riêng trong năm 2019, sản lượng tăng trưởng ở mức 21%, container tăng trưởng 28%, mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm là 13%. Riêng trong năm 2019, doanh thu tăng trưởng ở mức 19%. Xác định kinh tế biển là một trong ba trụ cột chính để thành phố Đà Nẵng phát triển trong thời gian đến. Hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho cảng Đà Nẵng chính là tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô cảng biển, phát triển hơn nữa dịch vụ logistics, xứng tầm với tiềm năng và vị thế của cảng, đưa Đà Nẵng thực sự trở thành cửa ngõ giao thương lớn của cả nước và khu vực. Cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo và chỉ đạo để công ty tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận trong đảng ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty, để lãnh đạo chỉ đạo đơn vị không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, nghiên cứu phát triển thị trường, đầu tư hạ tầng, mở rộng quy mô cảng biển, xúc tiến kêu gọi đầu tư các hãng tàu lớn, khách hàng tiềm năng, triển khai các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao để khẳng định vị thế là trung tâm dịch vụ cảng container hiện đại và điều phối logistics của khu vực miền Trung. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mạng lưới giao thông trên địa bàn trong tương lai sẽ ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được nâng cấp đạt công suất 30 triệu khách một năm. Tuyến đường sắt tốc độ cao và đường sắt quốc gia chạy song song, đầu tư xây dựng mới cảng Liên Chiểu để đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực miền Trung, chuyển dần cảng Tiên Sa thành cảng du lịch. Hệ thống giao thông công cộng được quy hoạch xây dựng 2 tuyến MRT, 11 tuyến LRT, 2 tuyến tramway cùng các điểm tribox, trung chuyển phù hợp, phát triển các tuyến đường thủy để đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành đô thị biển đáng sống, hiện đại và thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng.